tâm sự nhỏ nhỏ. Cái đấy nha, thứ nhất thì ngày 14 tháng 11 này thì cũng đã lâu thì em cũng không có ra video. Thì hôm nay thì em chúc cô chú anh chị và các bạn thì một ngày thứ bảy thật là vui vẻ nha, và tràn đầy hạnh phúc. Và cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã cùng đồng hành với em và với Tiết Nhung những ngày qua. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đăng ký kênh, ủng hộ kênh 99 Vlog. Hôm nay em đi chỉ có mình nè, tại vì bà xã của em là hôm nay cũng đưa hai đứa nhỏ xuống mùng ngoại cho đi chơi, em đi có một mình thôi. Thì dọc đường rồi thì em sẽ tâm sự với cả nhà, chơi cho vui. Kênh của em thì cả nhà cũng biết rồi, thì cũng đồng hành với Tiết Dung cũng chưa được nhiều lắm, tại vì em mới đăng lên sau đây cũng chưa được nhiều lắm. Chứ còn là những cái nếu mà em đăng từ 2015 tới giờ thì là kênh em rất là nhiều video của Tiết Nhung luôn đó. Nhưng mà thôi, quay về cái chủ đề chính là tâm sự gì cho bé Tiết Nhung. Thì bé Tiết Nhung cũng có lên fanpage nói là ngày 22 tháng 11 2023 này thì bé sẽ ra một bài thánh ca, và ngày đó là cũng là bổn mạng của bé Tiết Nhung. Thì em cũng cảm ơn cả nhà vô ủng hộ cho bé cái MV này nha. Đó thì như em á thì em là Phật giáo, còn bé là bé Thiên Chúa giáo cả nhà. Nhưng mà đối với em là nhưng mà đối với em thì Phật với Thiên Chúa thì đạo nào cũng em cũng kính trọng cả hết á. Tại vì sao cả nhà biết không, là đạo nào cũng hướng cho người mình á tốt lên cả. Thành ra là em đạo Phật, nhưng mà em vẫn nhiều khi em chở các anh các chị đi nhà thờ thì em vẫn vô nhà thờ đi lễ luôn cả nhà. Em là ngoại đạo nhưng mà em tới nhà thờ là em sẽ vô nhà thờ em đi lễ, rồi em cũng xá rồi cả nhà. Nói chung là trong lòng em biết gì thì em làm đó đó. Thật ra là đi với mấy anh cũng thương lắm, tại vì nó là trời nghe em này nó chạy xe mà nó vô chùa nó cũng vô nhà thờ cũng vô. Nhưng em là em tự nghĩ trong lòng là giống như là đạo nào cũng hướng cho mình một về một cái vị trí tốt đó cả nhà. Năm ra em rất là kính trọng. Vậy là bé Tiết Nhung thì bé sẽ nói 22 tháng 11 này thì bé sẽ ra một MV. Vừa rồi cả nhà thì vừa rồi bé cũng mới ra một cái MV chùa tôi rất là hay, thì cũng cầu mong cả nhà hãy vô cài view cho bé mới được triệu view nha. Đó. Thì thật sự là em cũng rất mong cả nhà vô kênh em ủng hộ kênh em, đăng ký và subscribe kênh của em cho kênh em cũng càng ngày cho nó phát triển càng cao hơn một tí. Đằng em cũng nói thật ra là em cũng kiếm một xíu tiền xăng dầu để nhiều khi chở bé đi lưu diễn với cả nhà. Thì mong cả nhà hãy ủng hộ kênh em nha. Thì thật sự là hôm nay thì em sẽ đi lên Cổ Chi có việc, em cũng không có gọi của bé nữa mà không biết là bé có rảnh không, tại vì cũng thương bé, là ngày nào bé cũng chở mẹ của bé đó đi gọi là đi tập cái trị liệu ở cả nhà, thì đâm ra là không biết bé có rảnh không.
tới ngày 25 tháng 11 này là bé có hát hùng trà cầm dao cả nhà. Thì là hy vọng là chắc bé lúc đó là cũng đỡ đau rồi á cả nhà. Còn quay về những bình luận ở dưới video của em á cả nhà, thì có các cô có nói là con ơi con có ở gần nhà bé không thì đi lên đi xuống để chăm sóc bé, rồi ví dụ như là coi bé đi diễn đi hay đi làm cái gì đó, tại vì đi đâu cũng có mình bé đó. Thì em cũng rất cảm, con cũng rất cảm ơn cô chú. Thực sự là con cũng ở gần gần chỗ nhà của Tuyết Nhung đang ở cô chú ạ. Từ chỗ nhà con mà xuống tới chỗ Tuyết Nhung thì khoảng 2 cây à, 2 cây số à, xa lắm đó. Thì cái phần là có cô thì cô cũng nói là con khi nào rảnh thì về đi xuống quay cái shop của bé Tuyết Nhung á, để cho cả nhà thấy. Nhưng mà hôm bữa thì mấy cô biết không, là hôm bữa con cũng có hỏi bé Tuyết Nhung là em ơi em có còn bán đồ nữa không, cả nhà muốn anh quay cái shop của em á. Thì bé Tuyết Nhung mới em bây giờ không có còn đồ để trưng bày nên ra là cũng không có gì để quay đó, bé nói vậy. Hiện giờ bé cũng có lên trên mạng để bé bán đồ á các cô. Thì là bé ví dụ như bé lấy đồ gì bao nhiêu thì bé livestream rồi bé bán trên mạng cả nhà. Còn nhà của bé ở thì cũng không có gì để quay, thật ra là con không có quay cho cả nhà xem nha. Đây còn để coi, con nhớ đây, cô còn hỏi con gì nữa nhỉ? À, cái phần là vậy nữa các cô chú các anh chị ạ. Dạ, ví dụ như cô chú anh chị mà vô kênh của con mà bình luận trong kênh á, thì cô chú ví dụ như cô thì cô có ghi là cô để cho con biết là cô, hay là chú thì cô ghi là chú cho con biết, còn anh chị thì cô là anh chị cứ ghi là anh chị, năm nay là cho em biết là đây là cô nè, đây là chú nè, đây là anh chị nè, để em biết em còn trả lời. Chứ nhiều cô rồi chú mà ghi cũng giống là ghi cái tên không á, nhiều khi là con cũng không biết là cô hay là chú. Để con cũng không để em cũng không biết là anh hay là chị, bởi vì nhìn khi trả lời không biết xin bằng cái gì luôn. Cô chú có anh chị và có thương em á, thì do bình luận kênh là xin cô chú anh chị đại đi ha, để cho con biết được là cô chú bình luận để con trả lời cảm ơn cô, hoặc là em cảm ơn chị hay là cảm ơn anh gì đó. Tại vì trong bình luận cũng rất là đông người, đâm ra là không biết ai là cô chú mà không biết ai là anh chị luôn đó. Thực sự là cả nhà vô yêu thương giờ hôm nay thì cũng biết em rồi, nên là em rất là xúc động. Tại vì thực sự là cả nhà em thấy là cả nhà rất là thương bé Tuyết Nhung, nên là em thấy là rất là quý mến vô cùng. Rồi cả nhà, bây giờ em sẽ trả lời cái câu bình luận của cô chú anh chị nha. Là hỏi em là hôm nay là bao nhiêu tuổi, và hỏi vợ em là cũng là bao nhiêu tuổi. Thì vợ em là tên ở nhà là tên Nhi đó, tên cũng cô mà cả nhà. Nhà là tên Nhi. Còn tên mà đi ra ngoài đường thường gọi á là tên Thùy đó. Thì vợ em năm nay là 36 tuổi.
còn em á, còn em là ở ngoài cũng là một tên và ở nhà cũng là có một tên thôi. Tại ngày xưa là em là gốc là ở miền Tây, em là gốc ở Bến Tre. Thì năm 91-92 á thì ba mẹ mới lên Lâm Đồng, lên Bảo Lộc, Lâm Đồng lập nghiệp. Thì nên ra là em ở cho Lâm Đồng khoảng 20 năm. Thì em mới đi xuống dưới Sài Gòn á, xuống dưới Sài Gòn này để đi đi làm. Tại ngày xưa gia đình cũng khó khăn lắm đó. Thì đâm ra bây giờ thực sự là em thì em không có khá giả gì hết trơn á, nhưng mà tại vì mình trong cái cảnh ngộ, trong cái hoàn cảnh khó khăn, mình nghèo mình khổ rồi. Thật sự là em nghèo thì em rất nghèo thôi đó, nghèo khổ thì đâm ra là bây giờ trời cho được một xíu thì em đi ra ngoài đường mà em thấy ai khó khăn, ai nghèo khổ hay hoặc là ai thấy gọi là những người mà giống như vô gia cư này kia nọ, em thương cả nhà. Thì cũng thật sự là em cũng rất là cầu mong là em có làm được cái YouTube, thì ví dụ như em có một xíu tiền gì đó thì em sẽ là giống như là mình có ít rồi đó, thì cũng ít lòng nhiều đó cả nhà. Em sẽ cho những cô chú mà vô gia cư đó, thì em ước nguyện vậy thôi. Để rất mong là cả nhà hãy vô kênh em ủng hộ, rồi đăng ký kênh và ủng hộ cho em để em thành công trên cái lĩnh vực, để em có thể giúp ai một tí xíu nào đó, thấy trong lòng mình nó cũng vui đấy. Thì em kể cái cuộc đời của em cho cả nhà nghe ha. Thật sự là em tính em cũng thiệt tình, em có sao thì em nói vậy thôi. Còn có nhiều người thì giống như cái kiểu như là người ta không thích mình thì người ta không người ta cho rằng là mình có thể là mình biện luận lý do hay là mình làm gì đó thêm. Nhưng mà thật sự là cuộc đời mà mình sống, nếu mà mình sống tốt thì trời sẽ cho mình hết tất cả. Còn mình sống ví dụ như mình cứ gọi là lừa lọc này kia nọ, thì ví dụ như một ngày người ta không biết, nhưng mà 5-6 ngày người ta không biết, mà 10 ngày người ta mình giấu người ta 10 ngày thì hả 100 ngày người ta cũng biết. Bởi vì mình có sao thì mình cứ sống vậy thôi đó. Thật sự ra nhiều khi em nói những cái câu này thì có nhiều xã hội người ta lại nói là câu view này kia nọ, nhưng thật sự là không phải. Em mà tính em sao thì em cứ nói như vậy thôi, còn ai nghĩ em sao cũng được đấy. Cuộc đời mà có vay có trả thôi đó. Thì năm 91-92 thì ba mẹ đi lên trên Bảo Lộc Lâm Đồng lập nghiệp thì em ở nó 20 năm. Em cũng làm cà phê với trà cả nhà. Tại vì ở Bảo Lộc thì làm rẫy mà, chứ đâu có làm vườn. Ủa, làm vườn mà chứ đâu có làm ruộng đó. Bởi vì em là người miền Tây, nhưng mà về quê mà nói em làm ruộng thì em không biết. Tại vì lý do là lớn lên cái là đi lên Lâm Đồng rồi đó. Rồi xong thì em đi lên trên Sài Gòn này em lập nghiệp. Thì em cũng ở trên Sài Gòn được 20 năm đó. Thì 20 năm đó là coi như là em đi làm các thứ, coi như là ai thuê gì làm đó thì nha. Có thể đi làm hồ này nha, đi làm đi lên Bình Dương, Bình Phước á, Bình Phước để cạo mũ cao su nè, để nhổ mì nè, nhổ thuốc cá nè, rồi đi làm sơn nước. Nhưng mà đi làm sơn nước em lại sợ độ cao,
đâm ra là em không có dám làm đó. Em làm đúng 1-2 ngày cái em nghĩ em thấy cao quá, em sợ em nghĩ. Nhưng mà cái nghề á, mà cái nghề mà em thích nhất á là cái nghề em lái xe. Bởi vì á, em học được cái nghề lái xe á, em rất là vui, rất là mừng lắm, tại vì cái nghề đó thích. Còn về về em mà cả nhà hỏi em là hôm nay em bao nhiêu tuổi thì thật sự là hôm nay là em 39 tuổi, còn thiếu chỉ vỏn vẹn 2-3 tháng nữa thôi là em 40 đó cả nhà. Nhưng mà cả nhà có thấy em già lắm không? Thì hôm nay thì em sẽ trả lời cho cả nhà hết là mấy câu cô chú hỏi em bao nhiêu tuổi, vợ em bao nhiêu tuổi đó. Mà quên nữa, em là gốc miền Tây thật, nhưng bà xã em là gốc ở Sài Gòn. Em lên trên đây đi làm rồi mới quen bà xã. Bây giờ thì em sẽ đi vô trong Củ Chi. Thì đi đoạn đường có chỗ nào nó đẹp thì em sẽ quay cho cả nhà xem ha. Cái phần đó là hôm nay em đi vô đó có công việc, trên đây lên đây có công việc xong rồi thì em cũng có chạy ngang cái nhà cũ của Tiết Nhung. Thì mà nhà cũ của Tiết Nhung á là bán cho người ta rồi cả nhà. Nhưng mà hôm nay em sẽ chạy ngang cái nhà cũ thì em sẽ công an đuổi đang còn dữ rồi. Sẽ quay cho cả nhà xem. Chắc chỗ đó là nhà của người ta thôi, thì em đứng ngoài em quay là một cái thai nữa em bay lay cam lên. Em quay cái chỗ nhà cũ cho cả nhà xem ha. Hồi xưa cái Tiết Nhung ở trong đó. Thật sự là Tiết Nhung ở trong đó rất là cực. Khi cả nhà biết không, khi mà Tiết Nhung diễn hay hoặc là đi tập gì với chị Phi Nhung á ở Khánh Hội á, cái đó là đường cái chỗ cái phim trường đó, nhưng mà tên gì em cũng quên. Thì mỗi khi mà Tiết Nhung tập xong rồi á là khoảng 11-12 giờ thì em chở Tiết Nhung từ ở dưới đó mà trở lên tới trên này. Trời, rất là kinh khủng nha cả nhà. Trời ơi, xa ơi là xa. Là một cái thứ hai nữa là ban đêm á, xíu nữa em chạy ngay cái đường đó rồi xong rồi thì em quay cho cả nhà xem. Đường nó rất là vắng nha, tại vì cái lối đó là cái lối đi vô trong địa đạo của Chi mà cả nhà, thì rất là vắng. Thì khi mà nhắc tối mà ví dụ như em đưa Tiết Nhung vô về trong đó rồi á, là có khi là 11-12 giờ, có khi 1 giờ là chuột chạy xeo ra như này, tại vì hai bên là rừng cây, mấy cái rừng cây á đó, là coi như vắng vẻ lắm đó. Em nhớ ha, em nhớ không lầm là có một đợt em đưa Tiết Nhung về, là cả nhà biết không, trời ơi à, đưa Tiết Nhung về mà lúc đó là 12 giờ thì cái giống như là cái tuổi trẻ mà, cái tuổi mà giống như khoảng 17, 18, 19 tuổi đó. Với phần 20 hay mấy cũng có. Tụ tập lại là em nghĩ chắc khoảng 100 chiếc xe máy. Coi như bích cái đường luôn để đua nha. Thật sự là quá, em thấy là quá đông, mà mỗi chiếc xe máy là chở người vậy đó. Nam nữ có đầy đủ. Thật sự là hả, phía cỡ đó thật sự tới chỗ em không dám bóp kèn luôn cả nhà. Trời đất ơi, cả nhà biết không, là coi như là đứng bích cái đường luôn, bích cái đường mà coi như là nhìn người chứ xe máy không à. Mà hả, bây giờ mình đi cái một ô tô mình không dám bóp kèn đâu, bóp kèn bây giờ nó chướng lên, nó chặn xe rồi sao mình đi, nó đông quá trời đông mà. Đó, coi thanh niên không, em tức luôn mà nhìn mà sợ luôn. Nó mà bữa đó đêm đó đi về thì có bà xã em đi theo. Trời ơi, thiệt sự là không ngờ. Rồi xong á cả nhà biết không, em đưa bé về tới nhà là em đi về là khoảng tầm 1 giờ 1 rưỡi có khi 2 giờ luôn. Mà hầu như là hả, nhiều khi bé
đi là em chạy từ ở trên Sài Gòn, tại vì em ở ở Sài Gòn mà, em chạy từ Sài Gòn em lên tới nhà bé em đón xong rồi cho bé đi tập đi diễn hát rồi đó, rồi xong mới là nửa đêm chở bé về. Nãy đâm ra là bé cũng cũng gọi là khó khăn. Xíu nữa em sẽ quay cái chỗ bé ở ngày xưa cho cả nhà xem nha. Xin cả nhà, đây là hướng này là hướng vô trong địa đạo Củ Chi nè. Đó cả nhà thấy không? Nếu mà đi ở đây mà khoảng 11 giờ 12 giờ đêm là không có bóng người luôn. Qua ngay giường cao su luôn. Hướng trong kia còn vắng nữa. Hướng địa đạo hướng Bến Đình, Bến Dược á, hướng nó còn vắng nữa. Thì là mới qua ngay chỗ nghĩa trang Củ Chi thôi. Đây là cầu Trệt rồi cả nhà. Đó, cầu Trệt. Thì nhà của bé Tiến Nhung ở đây. Tiến Nhung bên kia đó. Nhà đó cả nhà, cái nhà mà có cái cây, nhà cũ, có nguyên cái bụi tre này. Thì ngày xưa là nhà bé Tiến Nhung ở đó, nhưng mà bây giờ nó bán cho người ta rồi. Để em khúc này biết em bay lên cam được không, để em bay lên cam vài ngày cái dọc cái nhà cho cả nhà xem. Ở trên đó, ở trên cả nhà thấy không, nhìn xuống này cả nhà thấy không, đó là nguyên cái bụi tre luôn nè. Ở trước là như là cây nhãn đó, ở đằng sau thì cái nhà này đó là nó nằm ở mé ngay chân cầu Trệt luôn, đường tỉnh lộ 15. Ngày xưa là mỗi khi mà bé đi diễn về là về tới đây á cả nhà, quá trời xa luôn. Đây là cả nhà thân mến, thì một lần nữa thì em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thì đã thương yêu tụi em, và em cũng chúc cho cô chú anh chị và các bạn là luôn luôn được nhiều sức khỏe và được hạnh phúc bên gia đình của mình. Còn video của em tới đây thì cũng kết thúc, thì hẹn gặp lại cả nhà video lần sau.